Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục đồng hành với tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày 11 tháng 5 năm 2023. Bây giờ là 11 giờ 45 phút. Hiện tại phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn là đường 3 tháng 2, quận 10 Sài Gòn. Thời tiết tại Sài Gòn trong buổi sáng ngày hôm nay có những cơn mưa rào rải rác, và hiện ngay lúc này đây thì trời vẫn còn đang âm u. Tuy nhiên thì dòng người vẫn đang hối hả tất bật trên con đường 3 tháng 2 này. Trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta cập nhật tình hình đường phố Sài Gòn quận 10, quận 11. Đây là trung tâm hội nghị tiệc cưới Capella. Phía bên tay trái màn hình của chúng ta là Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga, nằm trên đường 3 tháng 2 quận 10, cô chú anh chị và các bạn, gần chỗ ngã 6 Dân Chủ, công trường Dân Chủ. Hôm nay là ngày thứ 5 và mặc dù là gần 12 giờ trưa, tuy nhiên các phương tiện di chuyển trên con đường 3 tháng 2 này phải nói rất là đông. Rất đông luôn cô chú anh chị và các bạn. Và đặc biệt con đường 3 tháng 2 này vào những khung giờ cao điểm buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều có một lượng xe rất dày đặc. Hôm nay mình sẽ cập nhật tình hình phố xá trung tâm quận 10 Sài Gòn. Trên con đường 3 tháng 2 này cũng có rất là nhiều dịch vụ cơ sở làm đẹp thẩm mỹ. Hàng loạt cơ sở làm đẹp thẩm mỹ trên đường 3 tháng 2 này. Có lẽ trong ngày hôm nay sẽ có những cơn mưa nữa, bởi lẽ vì mình thấy trời rất là âm u. Trên trước màn hình của chúng ta thấy có một số mặt bằng đang cho thuê nhà nguyên căn, cho thuê chính chủ. Cho thuê nguyên căn luôn. Mặt bằng này thấy cũng đã dán băng này cho thuê cũng lâu rồi nhưng mà chưa có cho thuê được nè. Tình hình kinh tế thật là khó khăn cho cái việc mà cho thuê mặt bằng, kinh doanh buôn bán khó khăn quá. Phía bên kia có một cái bồn nước nè, cô chú anh chị và các bạn thấy không? Đó, bồn chứa nước. Hôm nay thời tiết tại Sài Gòn không được tốt, cho nên có lẽ là hình ảnh nó sẽ không được rõ. Mong cô chú anh chị và các bạn vui lòng thông cảm nha. Ở đây là chung cư Hà Đô Sentosa Garden. Chung cư này rất là đẹp. Mình sẽ đi một vòng bên trong để cập nhật tình hình chung cư gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn nha. Tiện đường đi mình cập nhật luôn. Hà Đô Sentosa Garden, rất là nhiều mặt tiền. 3 tháng 2 Cao Thắng, rồi còn các cái hẻm nữa, hẻm 285 đường Cách Mạng tháng 8 nữa. Khu này ngoài căn hộ ra thì cũng có những dãy nhà phố liền kề, và những căn nhà phố này thì giá nó cũng khoảng vài chục tỷ căn, 2 đến 30 tỷ căn. Khu này cái vị trí đẹp lắm, nằm ngay trục chính của quận 10 mà, cho nên cũng ok. Ở trong đây cũng có nhiều công ty nè, nha khoa bác sĩ, rồi một số dịch vụ khác.
ở bên trong khu Hado Sentosa Garden luôn. Nhà phố liền kề này cũng đẹp lắm, rộng đẹp. Nói về cái vị trí của Hado Sentosa Garden này thì rất là đẹp đó, nằm ngay chỗ trung tâm quận 10 mà. Mà quận 10 thì đi quận nào nó cũng gần, nằm ở giữa trung tâm luôn. Thì một phòng ở khu nhà phố liền kề. Nhà này hồi xưa chắc cũng hai mấy 30 tỷ căn chứ đâu phải, không có rẻ đâu. Bên phía bên kia thì căn hộ, còn khu vực này là nhà phố liền kề. Phải nói thật sự không ngờ kinh tế Sài Gòn xuống thê thảm như vậy, không biết nữa. Xuống rất nhiều. Rất là nhiều doanh nghiệp phá sản, đóng cửa, tuyên bố ngừng hoạt động kinh doanh, phá sản luôn. Từ đó sẽ dẫn đến nhiều người mất việc làm, thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao. Những tập đoàn lớn, những cơ sở lớn mà phá sản thì chắc chắn là người lao động mất việc rất là nhiều luôn. Thế Giới Di Động rồi một số trung tâm thương mại lớn nữa, cô chú anh chị và các bạn. Đó. Theo cái hướng này mình đi ra đường Cao Thắng, quận 10. Rất là nhiều lốc. Căn hộ đây có giá tầm khoảng từ 5 tỷ trở lên không à. Căn 54 mét vuông cũng khoảng 5-6 tỷ cô chú anh chị và các bạn. Còn nếu mà căn 3 phòng ngủ thì khoảng tầm 7 đến 8 tỷ rưỡi. 8 tỷ rưỡi một căn 3 phòng ngủ, diện tích khoảng tầm 101 m². Nói chung vị trí ở đây thì khỏi phải, nói chung vị trí ở đây thì khỏi phải bàn cãi luôn, tại vì nó rất là tiện lợi, rất là tiện lợi luôn cô chú anh chị và các bạn. Quá đẹp luôn ha. Mặt tiền đường 3 tháng 2, mặt tiền đường Cao Thắng, rồi hẻm 285. Khu này ở tuyệt vời. Nói chung phải có tiền lắm mới mua được những căn hộ bên trong đây. Chứ bình thường cũng khó lắm cô chú anh chị và các bạn. Iris 12 nè. Tòa Iris 12 nè. Đường Cao Thắng này cũng có rất là nhiều dịch vụ như là thẩm mỹ, rồi cơ sở làm đẹp, nha khoa, đặc biệt thì dịch vụ lưu trú, khách sạn, hotel, nhà nghỉ, nhà trọ rất là nhiều trên tuyến đường Cao Thắng kéo dài ra bên khu vực của đường Sư Văn Hạnh. Thời tiết nóng cho nên quán cà phê được cấp khi hào chặt cứng người luôn. Thông thường những quán cà phê mà máy lạnh thì bây giờ mọi người vô ngồi rất là lâu, một người vô ngồi vài tiếng đồng hồ, họ vừa làm việc rồi họ vừa ăn uống nữa. Khu vực này ngày xưa gọi là khu du lịch Kỳ Hòa đó, kính thưa cô chú anh chị và các bạn. Du lịch Kỳ Hòa, quận 10. Bên trong có nhiều nhà hàng ăn uống, quán cà phê giải khát, rồi có nhà hàng Đông Hồ cũng khá là nổi tiếng.
đây thấy toàn là thẩm mỹ làm đẹp, nha khoa hàng loạt ở đây cô chú anh chị và các bạn. Tuy nhiên thì quan trọng là phải có khách hay không nữa. Salon Beauty, chăm sóc sắc đẹp, viện thẩm mỹ, viện thẩm mỹ quốc tế, khách sạn, nói chung là khoảng 70% là viện chăm sóc sắc đẹp, nha khoa. Đây nữa nè, Kim Nam Korea, viện thẩm mỹ của Hàn Quốc. Bên này là nhà hàng Đông Hồ. Đây cô chú anh chị và các bạn, nhà hàng Đông Hồ. Phải nói đoạn đường Cao Thắng này rất là nhộn nhịp, tất bật luôn. Vườn ẩm thực Đông Hồ Eden. Thì trước màn hình của chúng ta là sân vườn phi phố biển, nhà hàng đất sét nè. Nhà hàng đất sét thì cũng rất là tuyệt vời, khách rất là đông. Đây cô chú anh chị bạn thấy không, nhà hàng đất sét nè. Chúng ta đang đi trên con đường Hoàng Dư Khương và bây giờ thì mình ra con đường Lê Hồng Phong nữa rồi. Ở đây có khu vực trung tâm hội nghị tiệc cưới Win Plaza Kỳ Hòa. Tiệc cưới Win Plaza Kỳ Hòa của chú anh chị và các bạn. Khu vực này cũng có rất là nhiều khách sạn, nhà nghỉ, quá trời luôn. Mình đang đi vào phố khách sạn, phố nhà nghỉ nổi tiếng của quận 10. Giá 1 giờ là 50k. Rồi 2 giờ 70k. 1 giờ 50k, 2 giờ 70k. 3 tiếng là 150. Phố đây là phố khách sạn nè. Hầu như là nhà nghỉ dày đặc ở đây luôn, tiện nghi cao cấp, có thang máy nè. Phố khách sạn bên tay phải nữa cô chú anh chị và các bạn thấy không. Giá rẻ thôi. Có những khách sạn đẹp hơn thì 1 tiếng là 70k, còn những khách sạn bình thường thì 1 tiếng 50k. Khu vực này ngoài dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn thì còn có rất nhiều quán cà phê, giải trí, giải khát nữa. Đó, ăn uống, ẩm thực, khu này rất là náo nhiệt. Và đặc biệt có một số khách sạn cũng rất là đẹp nha. Khách sạn Tường Vi nè, khách sạn 2 sao, 3 sao cũng ok lắm. Xong đây cũng có một loạt khách sạn. Phải nói đây là phố hotel thật.
hầu như bây giờ kinh doanh dịch vụ gì cũng cảm thấy chậm hết, khách ế ẩm quá, đặc biệt là dịch vụ karaoke thì đang gặp khó khăn luôn, quá trời khó khăn luôn cô chú anh chị và các bạn. Đây là phố khách sạn, chúng ta mình đi ra phố karaoke. Phố karaoke nằm trên đường Sư Vạn Hạnh. Nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, kính thưa cô chú anh chị và các bạn. Tường Vũ Channel mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta lang thang ở một số con đường trung tâm quận 10. Phía trước màn hình của chúng ta là trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall. Bạn thấy không? Phố nhà nghỉ hotel 1 tiếng 50, 2 tiếng 70, 3 tiếng 150 cũng rẻ thôi. 3 tiếng đồng hồ 150 à. Trời nóng này thì vào mở máy lạnh nằm ngủ 3 tiếng đồng hồ 150 ngàn. Giá cũng tương đối là mềm. Rồi bây giờ mình ra con đường Sư Vạn Hạnh đi. Phía trước thì trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, trung tâm thương mại lớn nhất ở tại Sài Gòn hiện nay. Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall lớn nhất ở tại quận 10 nè cô chú anh chị và các bạn thấy không? Chúng ta đang đi trên con đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, Sài Gòn. Và nói bây giờ mặc dù là buổi trưa, tuy nhiên thì lượng xe cộ đang di chuyển trên trục đường chính của trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, trục đường chính của phố nhà nghỉ, phố khách sạn. Xe rất là đông cho nên xe hơi, xe máy đang rất là đông ở tại khu vực này. Mình đang có mặt trên con đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, cô chú anh chị và các bạn. Nhắc đến con đường này là ai cũng biết đó là phố karaoke nổi tiếng từ xưa. Tuy nhiên thì ngày nay việc kinh doanh đã phá sản rồi, còn rất ít dịch vụ karaoke trên con đường Sư Vạn Hạnh này, mà người ta đã thua lỗ nhiều và đã dừng hoạt động. Bây giờ chúng ta thấy các hàng quán ăn uống thì nhiều,
thời trang ăn uống, giải trí, quán nước thì nhiều. Còn dịch vụ nhà nghỉ, karaoke thì đang ế ẩm vô cùng luôn. Cập nhật phía bên này trước rồi sau đó mình quay trở lại phía bên kia ha, để cho cô chú anh chị và các bạn thấy được cái hình ảnh mới và trực tiếp ghi hình vào trưa ngày thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2023. Đó, chúng ta thấy toàn là hàng quán ăn uống giải khát, thời trang là nhiều, còn dịch vụ karaoke thì đóng cửa thê thảm luôn, cho thuê nguyên căn. Mình sẽ đi lên đến bệnh viện 115 rồi sau đó chúng ta quay trở lại cập nhật phía bên kia nha cô chú anh chị và các bạn. Viện 115 nằm trên đường Sư Vận Hạnh, quận 10. Phía trước màn hình của chúng ta đó là khu điều trị kỹ thuật cao. Phía trước màn hình của chúng ta đó là bệnh viện Nhân dân 115. Bệnh viện này cũng rất là tốt bởi lẽ có nhiều chuyên khoa chuyên môn cao, chuyên khoa giỏi, chẳng hạn như khoa xương khớp cũng giỏi này, hay là khoa thận cũng ok đó cô chú chị và các bạn. Bệnh viện Nhân dân 115 đó là tên chính xác. Dù buổi trưa mà phố xá trung tâm Sài Gòn đang rất là náo nhiệt. Đây là ngã ba của đường Sư Vật Hạnh và Dương Quang Trung. Dương Quang Trung này mình đi vào bên trong đó là bệnh viện tim, hay gọi là viện tim thành phố. Karaoke này cũng tê tái nè, đóng cửa luôn không? Quá khó khăn luôn cô chú anh chị và các bạn. Karaoke for you. Phải nói bây giờ là hết thời dịch vụ karaoke rồi. Bây giờ mọi người cũng hát tại nhà luôn, cứ lên YouTube mà hát. Mua một cái loa kiểu kéo về là lên YouTube mà hát thoải mái luôn. Ngày xưa thì dịch vụ kinh doanh karaoke là dịch vụ hot. Với lẽ ngày xưa chưa có phát triển về công nghệ hiện đại, muốn hát karaoke phải đến trung tâm thôi. Nhưng mà bây giờ thì phải nói quá là khó khăn trong việc kinh doanh dịch vụ giải trí này.
cho thuê nhà nguyên căn nè, cô chú anh chị bà thấy không? Theo cái bảng cho thuê nguyên căn luôn, quá khó khăn. Tôi nói vị trí của mặt bằng này rất là tuyệt vời, nằm ngay trung tâm luôn cô chú anh chị và các bạn, ngay ngã ba góc cua 764 Sư Văn Hạnh, phường 12, quận 10, cho thuê nguyên căn. Tôi nói không ngờ kinh tế lại lâm vào cái cảnh này. Nhìn thấy chỉ còn khoảng chừng 3 đến 5 tiệm karaoke thôi, còn đa số đã dẹp hết rồi, chưa tới 5 tiệm nữa, 3 tiệm karaoke thôi cô chú anh chị và các bạn. Đây còn một chỗ nè, karaoke nè, phía bên tay phải màn hình của chúng ta là trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall. Đây là thu hút rất là nhiều khách đến để tham quan ăn uống. Ngày cuối tuần thì chặt kín khách ở bên trong luôn. Đấy, xe hơi đang xếp hàng ở trên đường Sư Văn Hạnh, quận 10 này, kính thưa quý vị. Nhà nghỉ khách sạn kinh doanh ê ẩm, quá ế luôn. Ế ẩm vô cùng. Đây là ngã tư đường Sư Văn Hạnh và đường 3 tháng 2. Bên tay phải màn hình của chúng ta là Bệnh viện Nhi Đồng. Bệnh viện Nhi Đồng 1 nha cô chú anh chị và các bạn. Bệnh viện Nhi Đồng 1 ha. Bệnh viện Nhi Đồng 2 thì ở trên đường Nguyễn Du, quận 1, Sài Gòn. Và bệnh viện thành phố Sài Gòn có 3 bệnh viện Nhi rất là lớn. Mặc dù xây bệnh viện thành phố rất lớn nhưng mà vẫn không thể nào thu hút các bậc phụ huynh đưa các bé đến để mà khám chữa bệnh. Chủ yếu là tập trung về bệnh viện Nhi Đồng 1 và bệnh viện Nhi Đồng 2 mà thôi. Ở đây là ngã tư của đường Sư Văn Hạnh và đường Lý Thái Tổ, quận 10. Như vậy ngày hôm nay mình đã cập nhật một số đường tại trung tâm quận 10 Sài Gòn rồi. Mình rẽ tay trái để hướng về bên ngã 7. Đây là con đường Lý Thái Tổ,
quận 10 Sài Gòn cô chú anh chị và các bạn. Ngã bảy Lý Thái Tổ này gồm các trục đường: đường Lý Thái Tổ, đường Điện Biên Phủ, đường Lê Hồng Phong, đường Ngô Gia Tự là đường Minh Mạng. Và phía trước màn hình của chúng ta là ngã bảy Lý Thái Tổ, quận 10 Sài Gòn. Có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.